Thanh Trang xin kính chào quý vị đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay. Thanh Trang xin gửi đến quý vị bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Cộng sản Việt Nam bị UPR quay như con dế do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Việt Nam Cộng sản đã bị quay như con dế trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền và chính sách đàn áp tự do dân chủ ngày càng tồi tệ. Việc này đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 22 tháng 1 năm 2019, khi Liên Hiệp Quốc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR, Universal Periodic Review, việc thi hành các khuyến nghị về quyền con người đã được Liên Hiệp Quốc trao cho Việt Nam năm 2014. Ngoài Việt Nam, còn 12 nước khác cũng phải kiểm điểm trong thời gian từ 21 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Theo quy định của Liên Hiệp Quốc, việc kiểm điểm được thi hành đối với tất cả thành viên quốc gia nhằm tạo cơ hội cho mỗi nước tự chọn hành động để tăng cường tình hình nhân quyền tại quốc gia mình và đồng thời để chiêu toàn những cam kết về nhân quyền. Theo tin Liên Hiệp Quốc, có 122 nước tham dự cuộc đối thoại để nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung dẫn đầu phái đoàn trình bày về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế ra soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Để hậu thuẫn cho ông Trung bảo vệ thành công cho điều được gọi là thành tích bảo vệ quyền con người. Việt Nam còn gửi theo các đại diện văn phòng chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Việt Nam lên tiếng về nhân quyền Một bản tin của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam từ khoe, với chủ trương coi con người là mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước kể từ lần ra soát trước năm 2014, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền kiện toàn hệ thống pháp luật về quyền con người, xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, báo chí và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng tự biên rằng các nước đã ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR nhất là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo đảm an ninh xã hội, xóa đói giảm nghèo và quyền của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số. Bảo đảm các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, bảo đảm việc tiếp cận y tế, giáo dục của người dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Phiên họp diễn ra trong không khí đối thoại cởi mở, thẳng thắn và thực chất. Cuối cùng, phía Việt Nam còn khoe các nước đã đánh giá báo cáo quốc gia và phần trình bày của đoàn Việt Nam có chất lượng tốt, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, cởi mở và minh bạch trong quá trình soạn thảo báo cáo UPR, tin Bộ Ngoại giao ngày 23 tháng 1 năm 2019. Kính thưa quý vị, nếu chỉ nghe thôi thì làm sao biết Cộng sản Việt Nam đã dùng luật an ninh mạng có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019 để triệt hạ quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân như thế nào. Từ ngày này, trên 90 triệu người Việt Nam ở trong nước không những chỉ bị khóa miệng mà ngót 60 triệu người đang sử dụng internet chẳng những bị đe dọa khóa sổ sử dụng các mạng lưới thông tin toàn cầu mà luật an ninh mạng còn cho phép các cơ quan an ninh mạng xâm phạm trắng trợn vào đời sống riêng tư như đã được ngăn cấm trong điều 21 hiến pháp 2013. Điều này viết rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền bí mật thư tính, điện thoại, điện tính và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tính, điện thoại, điện tính và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Vì vậy, khi Bộ Ngoại giao Việt Nam khoe các thành tựu kể từ lần rà soát năm 2014, trên các lĩnh vực như bảo đảm các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, báo chí thì trong thực tế các tổ chức tôn giáo, không chịu gia nhập các tổ chức tôn giáo quốc doanh như Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thì thường bị đối xử không công bằng hay bị chèn ép và gây nhiều khó khăn. Bằng chứng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có tên quen thuộc trước năm 1975 là Phật giáo Ấn Quang đã bị kìm kẹp và Đức Tăng Thống thích quản độ, bị đầy đọa là một chứng minh không chối cãi được. Các tôn giáo nhỏ khác như Phật giáo Hoa Hảo, Cao Đài và Tinh Lành, tuy được nới lỏng hoạt động trong mấy năm gần đây, nhưng vẫn khó phát triển vì thiếu nhân lực và bị phân hóa, đôi khi có bàn tay khuấy phá của chính quyền địa phương. Trong lĩnh vực báo chí và các tổ chức chính trị, xã hội, nhà nước đã nhốt chúng vào mặt trần tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng để kiểm soát và biến chúng thành công cụ tuyên truyền cho chính sách cai trị độc tài và để bảo vệ quyền lợi cho đảng cầm quyền. Chính Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói Việt Nam không cần đa đảng chính trị. Ông cũng đã chỉ thị cho công an không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Báo Công an Nhân dân ngày 28 tháng 11, 2018. Bộ Chính trị, cơ chế nắm quyền toàn diện cũng đã quyết định không cho tư nhân ra báo. Luật báo chí năm 2016 còn minh định trong khoảng B, điều 25 rằng nhà báo có nghĩa vụ bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực, đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm. Chính vì vậy mà trong cuộc đối thoại về nhân quyền tại Geneva ngày 22 tháng 1, 2019, trưởng đoàn Việt Nam Lê Hoài Trung và đoàn Tùy Tùng đã bị quay như con dế trên cái thớt với nhiều câu hỏi chất vấn bóc da, vỡ thịt của các nước Tây Phương và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của bài nhận định và phân tích thời sự hôm nay. Thanh Trang sẽ gửi đến quý vị phần 2 trong giây lát. Thanh Trang xin được tiếp tục phần 2 của bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Sau đây là một số câu hỏi tại GPR 2019 theo tài liệu Liên Hiệp Quốc. Đầu tiên là Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan hỏi Chính phủ Việt Nam giải thích như thế nào về những phát giá của Ủy ban Liên hiệp quốc về tra tấn ở Việt Nam tháng 11 năm 2018 cho thấy đã có tình trạng bức khảo và đối xử tàn tệ những tù nhân bởi công an để tù nhân phải dần tội, chết trong nhà giam, tình trạng đối xử với những phạm nhân tử hình kể cả xin xích họ. Những bước đi nào chính phủ sẽ thi hành để chu toàn những cam kết đã quy định trong công ước quốc tế? về các quyền dân sự và chính trị, International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, để thành lập một hệ thống truyền thông độc lập, kể cả việc ngăn chặn những website, thông tin và không hình sự hóa hành động xúc phạm. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch nào để bảo đảm và tôn trọng quyền tự do hồi hợp, kể cả việc duyệt xét những chỉ đạo cho lực lượng an ninh trong việc duy trì các cuộc chống đối bất bạo động và bảo đảm là việc thi hành được minh bạch. Những bước nào sẽ được chính phủ áp dụng để đưa đến một xã hội an toàn, bao gồm cả việc điều tra ngay lập tức những hành động chống những người bất đồng. Liệu chính phủ có sẵn sàng gửi lời mời những chuyên gia đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền và đáp ứng khả thi về yêu cầu thăm Việt Nam của một đặc ủy viên về tự do hồi hộp không? Câu hỏi của đại diện Đức Quốc về vấn đề án tử hình, có bao nhiêu người bị án tử hình đang bị giam giữ? Chất liệu gì được dùng để xử chết người chịu án? Liệu chính phủ có dự tính cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế hay những nhà ngoại giao quốc tế đến thăm những tù nhân bị án tử hình không? Khi nào thì Việt Nam mới có luật về hội hợp và biểu tình để thi hành quy định tự do tập hợp ghi trong hiến pháp? Tại sao luật báo chí năm 2016 lại chỉ cho phép các tổ chức liệt kê trong điều 14 mà không dành cho một cá nhân hay tổ chức tư nhân. Nguyên văn điều 14, đối tượng được thành lập cơ quan báo chí gồm cơ quan của đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của luật pháp giáo dục đại học. Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàng lâm. Viện theo quy định của luật khoa học và công nghệ, bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học. Câu hỏi của đại diện Thụy Điển có rất nhiều tin tức cho biết những người bảo vệ nhân quyền và đại diện của xã hội dân sự độc lập bị ngăn cấm rời Việt Nam. Làm sao để chính phủ bảo đảm cho mọi công dân được tự do và không hạn chế ra nước ngoài? Giải pháp nào sẽ được nhà nước thi hành để bảo đảm quyền tự do hội hợp và biểu tình bất bạo động theo đúng với tiêu chuẩn đã ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR, kể cả việc đưa ra một quy trình hợp pháp để cho những tổ chức bất vụ lợi có thể hoạt động mà không gặp trở ngại nào. Đại diện Mỹ hỏi Việt Nam: Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam đã thông qua công ước chống tra tấn năm 2015. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận là những điều kiện giam cầm ở Việt Nam rất bạo tàn, kể cả những tin rất đáng tin cậy về tình trạng xúc phạm thể xác và không cho phép được điều trị. Đặc biệt đối với những tù nhân bị án về an ninh quốc gia, chúng tôi cũng phải ghi nhận là nhiều tù nhân đã bị lạm dụng và hành hạ, hà, đưa đến một số người chết trong tù. Liệu Việt Nam có bảo đảm là tất cả các tù nhân bị giam giữ phải được ở trong tình trạng phù hợp với những cam kết quốc tế của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự ICCPR và chính trị cũng như Công ước chống tra tấn? Liệu Việt Nam có thành lập một cơ quan cảnh sát có thẩm quyền để điều tra những than phiền về bị đối xử bất nhẫn, tra tấn và chết trong nhà giam. Điều 21 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự mà Việt Nam là một thành viên bảo vệ quyền được hội họp ôn hòa. Tuy nhiên, Việt Nam đã bắt giam hàng chục người trong các cuộc biểu tình khắp nước hồi tháng 6 2018. Việt Nam đã truy tố một số người với những điều khoản mơ hồ như là lạm dụng quyền tự do dân chủ để chống lại lợi ích nhà nước hoặc quyền lợi hợp pháp của những cá nhân và tổ chức. Để kết án đến 7 năm tù hay là đã phổ biến, tàn trữ, phát tán và tung ra những tin bịa đặt, tài liệu hoặc dụng cụ chống lại nhà nước, đưa đến bản án tới 20 năm. Liệu Việt Nam có hủy bỏ tất cả những bản án chống tất cả những người đã tụ hợp ôn hòa để bày tỏ bất bình với chính phủ? Việt Nam là quốc gia thành viên của công ước quốc tế về các quyền dân sự, nhưng lại tiếp tục hạn chế tự do và quyền được bày tỏ trong luật và trong hành động là nhằm để bịch miệng những người chống đối. Liệu Việt Nam có thả những người bị vào tù chỉ vì muốn thực thi quyền được tự do bày tỏ của mình? Về luật an ninh mạng, đại diện Mỹ chất vấn những bước nào chính phủ Việt Nam sẽ thi hành để bảo đảm bất kỳ luật an ninh mạng nào? cũng không xâm phạm quyền riêng tư của người sử dụng, quyền tự do diễn đạt hay khả năng tìm kiếm thông tin. Có thể nào chính phủ Việt Nam giải thích việc lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam sẽ được sử dụng, quản lý và bảo vệ? Về tổ chức lao động độc lập, đại diện Mỹ hỏi tiếp, làm thế nào để chính phủ Việt Nam xây dựng và thi hành các luật cho phù hợp với những tiêu chuẩn của lao động quốc tế về tự do tập hợp, quyền tài phán, cưỡng bách lao động, lao động trẻ em và bất kỳ thị trong việc làm. Liệu Việt Nam sẽ cho phép được thành lập các tổ chức lao động độc lập như một phần vụ của việc thông qua các quy ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, International Labour Organization, về quyền tự do tập hợp số 87 vào năm 2023, loại bỏ cưỡng chế lao động số 105 vào năm 2020, và quyền tài phán số 98 vào năm 2019. Với những câu hỏi trực diện và quan trọng nhất của các đại biểu Tây Phương và Hoa Kỳ, liệu phía Việt Nam có thỏa mãn được không? Hay lại tìm mọi cách để chống chế như bấy lâu nay? Nhưng dù có nại ra trăm ngàn lý do nào chăng nữa, thì cũng thấy là Việt Nam Cộng sản độc tài đã bị quay như con dế mỗi khi chạm đến vấn đề quyền con người ở bất cứ đâu và thời gian nào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần Biên Soạn. Thanh Trang xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thanh Trang xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.